Hôm nay tại Hà Nội vừa diễn ra những hoạt động đầu tiên của chương trình tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2022. Sáng nay, từ 46 tỉnh thành phố thuộc 50 dân tộc, các đại biểu đã sớm có mặt tại thủ đô Hà Nội. 140 đại biểu đại diện cho hàng triệu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu khắp cả nước. Đây là năm thứ 9, Ủy ban dân tộc chủ trì phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu. Dạ, đây cũng là lần đầu tiên em đến Hà Nội. Thì cảm xúc của em là kiểu rất là hồi hộp khi đi đến các địa điểm như là Lăng Bác, rồi Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì em cũng rất là hãnh diện khi được đại diện dân tộc của mình đến để tham gia cùng các dân tộc khác. Hoạt động thường niên này nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Qua đây cũng biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên, thanh niên thiểu số năm 2021. Thấy là em trong đội tuyên dương, là em thấy trong danh sách là em cảm thấy là vui mà cũng có áp lực. Với lại em sẽ cũng cố gắng trong công việc nhiều hơn nữa. Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu năm 2022 bao gồm các hoạt động. Chương trình gặp mặt, giao lưu diễn ra vào tối 9 tháng 12 tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ. Đoàn đại biểu tham gia lễ báo công viếng Lăng Bác vào sáng ngày 10 tháng 12. Đoàn đại biểu dâng hương và ghi sổ vàng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào chiều ngày 10 tháng 12. Đặc biệt, kính mời quý vị đón xem chương trình Lễ Tuyên Dương được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ ngày 10 tháng 12 trên kênh VTV2.